bà xong ở quân lục chăn sạp để bạn bỏ sai nên mình chăn sầm nua đó có bài chuyên đó mình chăn sầm nua bạn xong bắt to từ sầm nua từ lục chăn sạp mà đón đời xa cái lòng máu khi tập anh hai chục nô đấy thì bạn cả lãng sư tại tu trang vật tế hải hay phụ quạt mùi muối đó sai mình chăn đời tạm mùi than thế hay bạn phơi đầm nào là máu phun pin gì vậy nơi một tè phun cứ lục này giúp đồng sai phun sai bên nó khơi tham liên là còn cầm lăng cầm bài chơi chơi rơi rơi yên chẳng trong suy lục hà hai đấy bạn chỉ chỉ bớt quạt khoa chục nô từ lừa nhà thôi mùi than nơi tí nước bạn quạt chết là máu hay cả đó sai nó lục khơi thà cả đó sai là máu hàng lứa nó miền bắc sệt phep đại thì tam bất tử dừng nước nông rạch nào thầm quân ở Bari đó thập bị bá cứ ban chấp tăng bị thạ chiết rồi hốt đó thạ mùa tháng cứ viên phum sọc khum sẵn cạn này anh sọc này anh hai ca bắt đầu lọc ca rồi Bari đó thập bị bá Campuchia trong lúc cứ ban bằng ca là nơi cái nạ cam ca đọc sài vì viết đây thì thạ thạ sọc thạ khai đây thạ chiết chẳng chả đam hay mùi tiết nó mình tâm ra thà ca bằng ca cái nạ cam ca năng mùi thế sống bây giờ thân chết nó còn bằng cách ban tờ chia ở nhà thôi chết khi nông ca cho rùm đọc ra vì việc đầy trí này phòng đài làm bây cho rùm bình nứt từ lờ sát thàn đập hiệp mùi mùi chạy sát đáy nó thư giảng mách và đau dự định thò nít chìa cô ca chứ bằng đầy đi đọc thả bị bá bằng thừa còn đây tôi tự quên những hình sự ca mập hiệp này đầm nạ ca đọc khả nạ ca mà ca đọc ra vì việc đầy trí vì đầm nạ ca mùi từ đầm nạ ca mùi nó vì dư dàng cho chữ kê đào ở rùi bởi sao là miền sát thàn đập hiệp nhẹ để rùm lốm nắng cứ miền thần nặng nó bị khổ chiêm nhẹ để tôi đọc dài hay là mỗi cặp đo nơi ẩm na vị mặt chả ca tự ao khai ở nơi nông thạ mùa lục than nắng miền cầm rất tiếp hơi dướt hay thì cầm rất tiếp hơi dướt nếu bạn thử ao nhẹ từng ao lúc miền mùa lục than nam mỗi miền sầm mặt đập hiệp nam mỗi đầm bay thử ca đọc dài để vô nhẹ rùm lốm bị thôm chiến hay rằng đối với những cái thà vị trí chốn là về đại quan ở miền chùm nưa từ lơ sát thàn đập hiệp mùa lục than là bỏ quát chẳng quan miền đập bằng pẹt màu thạ lơ hàng lơ tiết hỏi thạ lơ hàng lơ nó cứ ủ thì họ đôi chia tiền để dụ sắm đại luật mình tray ấy nó cứ chưa tì bên như giống và miền luật sắp phía chiên miền tì đại ca thạ luật mình tray chỉ đá ông hơi có cái lái xem tiết đấy bộ luật kỳ mới khơi thà nằng a từ đó thì nô tới nằng đọc sai bàn bàn tay cái lòng phật máu thay mày ní ca lang màu mình to chỉ trả rồi cống nông đường pành hà tầm nọ đầy thân ý dương khơi thà miền sự cam mập hiệp một chùm nón có dương sông sạt sao đó nhẹ nghe rồi thà bị bà đấy chỉ bị xây cầm lăng đập một vút cứ lục mặt bàn prapra cầm lăng thun thung ngô từ lơ bị chia vào tệ ưu tiên họ thà sự mặc cùng mặt hấp bàn sau chỉ được khơi đó từ khăn ông để dạp về bao chia pram khai cả lòng phật mới đấy miền bao màn chia chết một rồi cầm hay khăn ông chết một rồi cầm nút cứ dân khơi tham miền bao màn chơi chiêng học sập cầm hỏi đại bàn chlong phật bị cả bắt quan chỉ mui nâng nhà thố hay nhà thố bàn bằng co lẽ cả nè đầm bay ở phụ kê ai nâng miền là tập hiệp vô form nom để còn wall tục còn wall bỏ kê nâng tự đại chun đó nè đại từ đọc dài hay miền là bao màn chiêng mà phê rồi phần nó đại là nhà thố nè nghe cầm lăng bao đạo bột ní cứ quạt bàn prà cầm lăng hăng xá lòng cả tục cắt rìa rèn mình ở bên chỉ bảo đoán ai thưa vậy bạn tạm ở vậy để kì phòng bệnh nặng nông cả để nào sống mọi chui đọc sách bài nhà vì viết đầy thì hay dân khi ông mới khơi nhầm pi tập tập hiệp ní thành ta dân kịch hạ cú ao bên chỉ bảo đoán dân nắng chết tận lang mà to màu phong bình thiết được dạng mình nên nghe rồi thay bị bán cú tài kịch cú bị bài nhà ní mình có bay thưa nặng rương nam mũi để thưa ở bên chỉ bảo đoán nắng căn đặc cây cỏ thế thôi mà đa nét tầm nuôi đường pành hà đầy thì cứ cắt tí muối cứ bắt bằng đầy thì hại tí pí từ tôi trong ca cầm riêng cầm hái được ca chấp đại cục tí bấy đường pành hà chưa bị phê bị chạm thằng ngày hơi tầng ót đấy vì mình men chia riêng rồi bỏ bị chia vào đó tầng ót luôn mà nè ấy thế cứ chỉ ca từ tôi còn tới rồi bỏ phần nè nghe rồi thà bị bà hơi đó là phê nè nghe rồi dướng cứ mình ai cho từ cho đời chết từ chặt tục nè sọc nè phun tầng ót nút thái chia nè đại bộc rất nữa ẩm phơi khâu chụp nè đại bộ phật nơi ẩm phơi anh thập bát đại nè đại từ rụm lốp do đầy kê đầy ai nè đại từ rụm lốp do đầy rọt ấy chẳng biết chỉ đường môi đại bờ sân địa miên chăn tẹt bài ní nhưng cái thật đọc sai mà rồi cho năm thiết gọi chân đại kê đọc sai thì đọc thang kê đọc thang bị ba kê đọc sai tới tới kết ông pi bị giáo cho bao nhiêu bờ rót chỉ thùng hay cái na kết bị giáo bao nhiêu bờ rót chỉ thùng cứ ở vây để thua ở bắc phong và bị giáo cho bao nhiêu bờ rót cái thời thật lục mặt chào đường này ngay nè cái thằng kết hưởng đó là bây giờ nhưng khai một cô mà nè đi còn một con tôi nút bạch bị giàu cho mình nè trong ao tại công hôn đóng thư ở bàn thùng từ nè ở trong ao bị chìm rồi không máy được thư cam mà co cái từ
ở đó tập về thứ cam có thứ mấy cái sọc mai dân sọc ngay xung bay từ chấm này đánh từ từ mình cứ quan phong chấm chấm này chấm đi mà chấm đốn mình tới ban ập rum sọc sai này hay cho chấm chết tập co ở lại nè ở vị trí chỗ đầu thứ cam mà co tăng bị nóng sọc tăng bị cào sọc chấm nã sọc có chết tập cào miền cana chơi nên hai chị hai phong mũi đại dùng kịch hà không ai dưng chỉ bị xe nẹt đại miền âm nai nẹt đại cục quan bát tê cua tại kịch cua ở ban sọc chơi đông chơi mình tách cua tại cùng cùng ạ cùng bà đạt bà đòi ao chung muốn miền ốc ca thuộc ba từ lời chân cây cỏ hôm nay đang cần ở trên kháng phê hay bà sân chia cây cỏ đang cần ở kháng về ai thừa bắc bộ đòi ca ruộng nơi được bắc bộ chia bờ rót về bắc bộ tăng pi sơn sóc bắc bộ tăng pi cát tây u được bắc và một cái đó tháp bị bà được phong bà sôm ốc quân lục chăn sẹt để bàn bỏ sai nên sầm đồ sầm trăng su bình chạy pi sầm đồ pi lục hình hán mà bị khai cầm bớt để xu tha sệt bùa rót mang cá bên trên mặt tay miền đất nông rót thầm lên hai bàn tay nửa bên đại bùa rót miền bánh há bên trên mặt tay tới trạc bàn rót thà bị báo chọn bậc căn bị bỏ ra hà kề có bàn tay bên đường bậc cùi sầm đuôi sông mà tụt tụt sạt mực sai sản bạc alo chim điệp xu bạn bạn alo chim bị khang ná bạn nhóm công kia bị được cái thôi lục bị khai tất cả anh chàng lục bàn chia đập anh bị thiên bạn bao nhiêu ngày sông lục lướt chi sầm đuôi tạm đoan bạn bạn học cũng nát chúng ông ti còn ở trên là còn dùng ngày nít dùng bằng hai cà tập cho các dùng cà ở đồng lộc ở đây chị ông ti còn hoạt bà sông lục cùng kia mình phải sao bạn lưng tích và khăng tích bạn bạn chơi thì dây chơi dây ông bà dùng bằng hai cà sức bởi vì phần rạch tích rạch ngày này xin hạ tổng phương tại nọp gì đòi chắc bạc và hai cái năm nhóm dây chẳng hạ đi chắc bạc nhóm sau ở chung thì em cũng thân ở mình nhóm khơn thà chắc bạc rạch ngày chúng ta chia gì đọc như phần rạch chắc bạc xăm bởi tiền tay của phương tay chúng ta bất tất chết thật ta ta mới cả thì quan trọng bạc à ta ta bởi tiền tay của phương tay chúng ta phần rạch chúng ta cũng bất tất bất tất chết chúng ta phải có thể tôi tham miên ở rương rau ấy đây cái năm chỉ mui nâng cầm phun chỉ mui nâng cái tiệp đó làm tới đô la cá chúng ta kê thì dây ông đi tiệp ở đoạn ra cái áp vật đầy đoạn chứ không trong khu áp thiên sa đoạn rất là thiên sa đoạn rất là nó thế nào cũng có áp phá nhẹ nó tên cái ta cái gì đó là nó nhẹ nó to là mất hết hơi nâng mà giá tiếp nó to mất tiếp chúng ta là bơ mình dây thì ở đây là chỗ bạc bắt sao về alo bạn cuối sau đáy alo bạn cuối sau đáy tụ sập bàn đặt từ bình hải bây giờ xong từ tụ sập một sai tiền sản bạc xong chơi lúc cùng kia chơi châu tam cầu tiền bạc.